em gái lên tiếng vụ lộng ngôn của Angela Phương Trinh, chị ấy không còn giống như trước, mất liên lạc với gia đình. Chiều ngày 2 tháng 6 trên trang cá nhân Lê Ngọc Phương Trang, em gái của Angela Phương Trinh đăng tải bài viết khá dài, chia sẻ về ồn ào của chị gái, cô cũng lên tiếng làm rõ vụ việc để tránh bị kéo đi quá xa, làm ảnh hưởng đến các thành viên khác trong gia đình. Phương Trang cho biết hiện mình là nguồn thu nhập chính trong gia đình phải lo cho công việc kinh doanh và cuộc sống của nhân viên thế nên cô phải lên tiếng để bảo vệ những người không liên quan tránh cho họ bị ảnh hưởng đe dọa bởi câu chuyện không hay xuất phát từ chị gái ruột trong tâm thư phương trang xương con và bộc bạch như sau thật lòng con xin mọi người bình tâm suy xét vì hiện tại nguồn thu nhập chính của gia đình chính là con để có thể lo cho gia đình lo cho quán chay và nhân viên của quán chay chị con cũng không còn là người chị mà con biết trước kia vì những gì mà chị con thể hiện bây giờ không giống như những gì chị đã dạy con trước đây bản thân gia đình con cũng rất thương và đau lòng cũng đã cố gắng khuyên rất nhiều nhưng không cải thiện được thực trạng hiện tại đang diễn ra chứ không phải như những gì mọi người nghĩ là gia đình không cố hết sức việc sử dụng mạng xã hội của con con chỉ muốn lan tỏa những điều tốt đẹp và để phục vụ cho việc kinh doanh chứ con chưa từng nghĩ sẽ đem chuyện gia đình lên đây mà bày tỏ những ngày qua con im lặng không phải vì con ủng hộ sự việc diễn ra như vậy và hơn hết Thật lòng con không muốn thêm bất cứ điều gì vào lúc này mà phải viết ra những điều này lên mạng xã hội. Nhưng đây là cách cuối cùng con dùng đến và con phải suy nghĩ rất nhiều để đưa ra quyết định khó khăn này, giúp gia đình con khỏi nguy hiểm, đe dọa và còn để sinh sống hàng ngày. Con và gia đình rất lo lắng cho chị con vì từ lâu, chị con đã không còn liên lạc với gia đình chia sẻ về vấn đề cá nhân. Nhưng con thật sự hoảng sợ khi nghe được nhiều tin tức trên mạng về việc chị con đang rất khó khăn trong kinh tế sinh hoạt hàng ngày. Và còn nhiều thứ khác nữa con không tiện nói ra vì con sợ không phải sự thật con cũng không có thể hiểu rõ những gì con biết. Con cũng không hiểu rõ những gì con biết thì cũng chỉ thông qua cộng đồng mạng. Con thành tâm xin lỗi vì đã làm phiền đến tất cả mọi người. Phương Trang còn đăng kèm ảnh chụp màn hình tin nhắn có nội dung khuyên nhủ chị gái vào ngày 1 tháng 6, tuy nhiên không nhận được phản hồi từ Angela Phương Trinh. Angela Phương Trinh bất ngờ trở thành cái tên được nhắc tới nhiều những ngày gần đây, nguyên do vì cô thường xuyên chia sẻ đăng tải bài viết với thái độ mỉa mai, gay gắt dành cho một vài cá nhân tổ chức. Nữ diễn viên gọi những quan điểm đi ngược với mình là truyền thông bẩn hay giặc, khiến khán giả phẫn nộ. Trong một bài viết trên mạng xã hội, Angela Phương Trinh còn xúc phạm tôn giáo. Mỗi bài đăng lên trang cá nhân của cô đều thu hút hàng nghìn lượt tương tác. Phần lớn người dùng mạng thể hiện cảm xúc phẫn nộ, không đồng tình với từng bài viết video. Đại diện Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã nắm thông tin vụ việc từ báo chí, sẽ xác minh và phản hồi sau. Đại diện Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho hay sẽ trao đổi với Sở Thông tin và Truyền thông thêm về trường hợp này trên góc độ chuyên môn văn hóa. Angela Phương Trinh khẳng định chưa bao giờ gặp gỡ riêng tư với thầy Thích Trân Quang. Liên quan đến những bài viết gây tranh cãi trên mạng xã hội, tài khoản Angela Phương Trinh thừa nhận đã không khéo khi diễn đạt cảm xúc của mình. Đồng thời, người này gửi lời xin lỗi vì những phát ngôn khiến người xem không vui và xảy ra những ý kiến trái chiều. Tài khoản Angela Phương Trinh bày tỏ sẽ xóa các bài viết để tránh gây ra những ý kiến trái chiều trinh còn nhiều kém giờ và vẫn đang trên con đường học đạo của mình trinh sẽ cẩn trọng hơn trong việc diễn đạt cảm xúc của mình và mong cả nhà yêu thương thông cảm cho trinh cô cũng cho biết đối với trinh và hàng nghìn đệ tử khác thầy là một vị tu sĩ đáng kính đã mang suối nguồn đạo lý quý giá của đức phật truyền dạy cho đệ tử của mình từ khi được học đạo lý trinh như được sinh ra một lần nữa trinh bắt đầu có ý thức sống tích cực sống yêu thương sống công hiến sống phụng sự cộng đồng cố gắng góp một phần nhỏ bé cho xã hội cho đất nước Trinh chưa bao giờ được gặp riêng thầy và cũng chưa bao giờ nói chuyện riêng, chỉ có hai thầy trò với thầy bao giờ. Và những ngày đại lễ hay những buổi thuyết pháp của thầy, Trinh có về tham dự, nghe giảng và được gặp thầy cùng với rất nhiều huynh đệ thân yêu. Trinh cũng chỉ về chùa dự đại lễ rồi lại về nhà riêng của mình ở thành phố Hồ Chí Minh. Trinh cũng như bao Phật tử khác khi đến chùa là trang nghiêm, theo thời khóa và phụng sự công quả, chuẩn bị cho các buổi lễ. Chưa ai được gặp riêng thầy bao giờ cả, vì xung quanh thầy lúc nào cũng có quý thầy thị giả đó là quy tắc trong đạo tu sĩ không được tiếp khách một mình. Do đó việc Trinh có tiếp cận gần hay những tin đồn trên mạng là hoàn toàn sai sự thật. Rất mong cơ quan chức năng xác minh những hành vi bôi nhọ xúc phạm danh dự trên mạng xã hội, ảnh hưởng đến cuộc sống, công việc và gia đình Trinh. Cũng trong bài viết này, tài khoản Angela Phương Trinh lên tiếng về những tin đồn liên quan đến mình thời gian qua, đồng thời chia sẻ, Trinh xin chân thành cảm ơn mọi người, cảm ơn những ai đã yêu mến ủng hộ Trinh, cả những lời góp ý để Trinh được hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày. Theo ghi nhận của phóng viên, hiện tại bài viết trên fanpage của Angela Phương Trinh hơn 2,2 triệu lượt theo dõi, đã nhận hơn 5.000 lượt thích sau vài giờ đăng tải. Tuy nhiên, tài khoản này hạn chế phần bình luận cho dòng trạng thái. Dù vậy, nhiều cư dân mạng nhanh chóng chia sẻ bài viết trên các diễn đàn chuyên trang bàn luận chuyện showbiz. Lời giải thích của tài khoản Angela Phương Trinh không thuyết phục được cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ thái độ bất bình cho rằng dù là trang cá nhân có hàng triệu lượt theo dõi, nhưng lại không cẩn trọng khi chia sẻ thông tin. Vậy nên việc lộng ngôn trên mạng xã hội cần bị xử lý thích đáng để làm gương một tài khoản bình luận tung hành ngang dọc cho đã rồi xin lỗi kịch bản này tôi lạ gì với mấy người nữa người xem khác nêu quan điểm thích gì làm đấy gây chuyện xong là xin lỗi thế thì loạn một khán giả bày tỏ phát ngôn linh tinh xong giờ đi xin lỗi tôi không đồng ý đấy thì làm sao nào bên cạnh đó một bộ phận cư dân mạng cho rằng cơ quan chức năng cần xử lý nghiêm vụ việc để làm gương nhiều người còn đề nghị các nhãn hàng dừng hợp tác như một cách cảnh cáo đối với những trường hợp người nổi tiếng phát ngôn gây bức xúc trong dư luận mong cơ quan chức năng vào cuộc xử lý cô này một cư dân mạng viết Trước đó, tài khoản Angela Phương Trinh sở hữu hơn 2,2 triệu lượt xem, liên tục đăng tải những bài viết khiến dân mạng bất bình. Các dòng trạng thái được viết với thái độ mỉa mai gay gắt với một số cá nhân tổ chức gọi những quan điểm đi ngược với mình là truyền thông bẩn hay giặc khiến khán giả phẫn nộ. Đại diện Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ trao đổi với Sở Thông tin Truyền thông về trường hợp này trên góc độ chuyên môn văn hóa. Ban tôn giáo đề nghị thẩm tra phát ngôn của Thượng tọa Thích Trân Quang. Theo báo giác ngộ liên quan tới dư luận xã hội và thông tin đại chúng về các phát ngôn việc làm và thuyết giảng của Thượng tọa Thích Trân Quang trụ trì chùa Thiền Tôn Phật Quang, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Ban tôn giáo chính phủ đã có văn bản đề nghị thẩm tra và báo cáo việc này. Ban tôn giáo chính phủ đề nghị Ban tôn giáo Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu làm việc với Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhằm thẩm tra, ra soát xác minh những phát ngôn thuyết giảng của Thượng tọa Thích Trân Quang bị dư luận phản ánh. Bà Trần Thị Minh Nga, Phó trưởng Ban tôn giáo chính phủ xác nhận, nếu những phát ngôn trong một số clip lan truyền trên mạng xã hội không đúng với giáo lý giáo luật, truyền thống văn hóa của Phật giáo và lịch sử dân tộc Việt Nam, sửa đổi giới cấm trong chứng Điệp Quy y Tam Bảo của Phật giáo sẽ phải xử lý nghiêm. Giữa tháng 5 năm 2024 liên quan đến những phát ngôn của thượng tọa Thích Chân Quang trong một số clip mà dư luận phản ánh, Giáo hội Phật giáo Việt Nam giao Ban Hoàng Pháp Trung ương và Văn phòng 2 tổ chức kiểm điểm chấn chỉnh các nội dung dẫn dụ theo luật nhân quả trong giáo lý Phật giáo làm hoang mang xã hội. Trả lời báo giác ngộ, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, Thượng tọa Thích chân Quang là trụ trì chùa Phật Quang, thuộc quản lý của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thượng tọa Trân Quang không còn tham gia các ban ngành của Trung ương Giáo hội cũng như Ban Trị sự địa phương tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Giáo hội Phật giáo Việt Nam đang tập hợp thông tin sẽ xử lý theo quy định tăng sự khi có đủ cơ sở. Tới đây giáo hội tiếp tiếp tục làm việc và chấn chỉnh việc thuyết giảng của Tăng Ni, nhất là trên mạng xã hội. Thượng tọa Thích Đức Thiện cho biết, cũng liên quan tới các phản ánh về thuyết giảng phản cảm, ngày 6 tháng 6 vừa qua, Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra thông báo về biện pháp xử lý với Đại Đức Thích Nhuận Đức, Tổ đình Hộ Pháp, xã Phú Mỹ, Bà Rịa Vũng Tàu vì đã có các phát ngôn và thuyết giảng làm suy giảm niềm tin của xã hội đối với Phật giáo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giáo hội đã nghiêm cấm Đại Đức Thích Nhuận Đức thuyết giảng trong mọi hình thức biệt chúng sám hối tại tổ đình hộ pháp thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu đồng thời phải sám hối chư tăng và ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh bà rịa vũng tàu trung ương giáo hội phật giáo việt nam giao ban pháp chế ban kiểm soát và ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh bà rịa vũng tàu giám sát việc thi hành kỷ luật đối với đại đức thích nhuận đức trong một năm sau một năm ban trị sự giáo hội phật giáo việt nam tỉnh bà rịa vũng tàu báo cáo về đạo hạnh việc hành trì oai nghi giới luật của đại đức thích nhuận đức Huấn Hoa Hồng chửi Angela Phương Trinh cặp với thằng bằng tuổi ông nội để kiếm tiền mà cứ nói đạo lý. Huấn Hoa Hồng bất ngờ giéo tên Angela Phương Trinh khi người đẹp này kêu gọi tẩy chay nhà sư hành khất bảo vệ quan điểm của thượng tọa thích chân quang. Angela Phương Trinh từng được biết đến là nữ hoàng thị phi. Khi liên tục có những động thái thu hút sự chú ý, thế nhưng sau đó cô bỗng trở thành nữ hoàng thị phi khi liên tục có những động thái thu hút sự chú ý như ăn mặc hở bạo khoe thân phản cảm phát ngôn vô số chuyện về trinh tiết thậm chí là còn công khai gặp kẻ đại gia khiến nhiều người ngán ngẩm sau loạt ồn ào thị phi đời tư angela phương trinh dần không còn được đón nhận nhiều và dần cô chọn cách ở ẩn những lần xuất hiện sau đó là hình ảnh angela phương trinh xuất hiện với phong cách giản dị và xây dựng hình ảnh kín đáo thường xuyên xuất hiện theo phật để lấy lại hình ảnh thậm chí angela phương trinh còn tuyên bố ăn chay cả đời để hướng thiện mới đây trên trang cá nhân của mình cô thường xuyên chia sẻ về việc một lòng hướng phật dường như những hình ảnh mà angela phương trinh chia sẻ có thể khiến cho chúng ta thấy sự thay đổi của cô ngày càng giản dị hơn theo hướng tích cực Ngoài việc thường xuyên lên chùa, gia đình Angela Phương Trinh còn kinh doanh quán ăn chay. Cô đặt tâm mình vào từng món ăn kèm dòng chia sẻ. Con và gia đình con nguyện sống giữ tròn năm giới của người Phật tử tại gia. Không sát sinh, không trộm cướp, không tà dâm, không dối trá, không uống rượu bia và sử dụng các chất kích thích, gây say, gây nghiện. Trước đó, Angela Phương Trinh còn chia sẻ cuộc sống hiện tại sau khi tạm rời showbiz. Không sôi nổi như trước nhưng lại quý giá hơn thật nhiều, mang theo cái hương vị tình người, gắn kết, sự sâu lắng nơi con tim với bao điều tốt đẹp luôn hiện hữu phía trước đặc biệt angela phương trinh còn gây chú ý khi nhắc đến chuyện tình cảm không trọn vẹn trong quá khứ sinh ra làm thân con gái trải qua ba mối tình không trọn vẹn với người yêu tất cả cuối cùng còn lại chỉ là sự chia ly với bao cảm xúc thân xác này là thân tứ đại tồn tại mấy mươi năm trên dương thế sám hối bao tội lỗi từ nhỏ cho đến bây giờ